Quên đó. Hôm qua thì tôi định livestream mà mạng bị trục trặc. Cho nên tối ngày mai tôi sẽ livestream vào lúc 7 giờ tối. Là tối ngày mai là thứ 6 nha, 16 tháng 4. Chủ đề là tiền workshop, tức là chuẩn bị cho cái buổi workshop ngày 18 tháng 4 sắp tới, về hướng dẫn các bạn cài phơ, chỉnh phơ, rồi hiệu chỉnh các cái hiệu ứng trên đàn phơ loa các bạn ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở buổi workshop ngày 18 tháng 4 tại Simon Music từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Chúng ta sẽ chốt danh sách và nhận tối đa là 30 học viên, hiện tại đã có 15 rồi ha. Cảm ơn các bạn. Và tôi sẽ trao cho các bạn bí kíp hướng dẫn cài tiếng, giáo trình cài tiếng và quần rock viết. Hẹn gặp lại buổi workshop 18 tháng 4.